Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Người ta đến nói cùng Gioáp rằng: Kìa, vua khóc và than tiếc Absalom. Ấy vậy, chính trong ngày đó sự thắng trận bèn đổi ra sự thảm sầu cho cả dân sự, vì dân sự đã nghe nói rằng vua rất buồn bực về sự chết của con vua. Nên nổi trong ngày đó, dân sự lén trở vào thành, dường như một đạo binh mắc cỡ vì đã trốn khỏi chiến trận. Vua trùm mặt, la lớn tiếng lên rằng: Ôi Absalom con trai ta, ôi Absalom con trai ta, con trai ta. Gioáp bèn vào nhà vua và nói rằng: Ngày nay vua làm hổ mặt các kẻ tôi tớ vua, là những người chính ngày nay đã cứu mạng sống của vua, của các con trai và các con gái vua, luôn đến cứu mạng sống của các vợ và hầu vua nữa. Vậy vua thương những người ghét vua và ghét những người thương vua, vì vua mới tỏ ra rằng những quan trưởng và các tôi tớ của vua chẳng ra chi với vua. Rày tôi biết rõ ràng, nếu Absalom còn sống và chúng tôi ngày nay đều chết hết thảy thì vừa ý vua. Thà vua trỗi dậy đi ra nói những lời dục lòng các tôi tớ vua. Vì tôi chỉ Đức Giê-hô-va mà thề rằng, nếu vua không trường ra thì đêm nay sẽ không còn một người nào ở bên vua, và tai nạn ấy sẽ còn trọng hơn các tai nạn khác đã xảy đến cho vua từ khi thơ ấu tới ngày nay. Bây giờ vua trỗi dậy ngồi tại cửa thành. Người ta cho cả dân sự biết rằng vua đã ngồi tại cửa thành. Cả dân sự bèn kéo đến trước mặt vua. Và Israel ai nấy đều đã chạy trốn nơi trại mình. Trong các chi phái Israel, người ta trách nhau rằng: Vua đã giải chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch chúng ta, và người đã cứu chúng ta khỏi tay dân Philistin. Song bây giờ người phải trốn khỏi xứ vì cớ Absalom. Và Absalom mà chúng ta đã sức dầu cho làm vua chúng ta đã chết trong chiến trận. Vậy bây giờ nhân sao các ngươi không nói đem vua trở về? Vua David sai nói cùng hai thầy tế lễ Sa-đốc và Abitha rằng: Hãy nói cùng các trưởng lão Giu-đa mà rằng: Lời cả Israel nói về việc rước vua về đã thấu đến nơi vua rồi. Vậy cớ sao các ngươi là kẻ sao chót đem vua về cung người? Các ngươi là anh em ta, là cốt nhục ta, nhân sao các ngươi là kẻ sao chót đem vua về? Cũng hãy nói cùng Amasa rằng: Ngươi há chẳng phải là cốt nhục ta sao? Nếu ngươi không làm tổng binh thế cho Gioáp hằng ở trước mặt ta, thì nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề. Như vậy David được lòng hết thảy người Giu-đa, dường như họ chỉ một người mà thôi. Họ bèn sai nói với vua rằng: Xin vua hãy trở về với hết thảy tôi tớ vua. Vậy vua trở về đến tại bờ sông Giô-đanh. Các người Giu-đa đi đến đón vua tại Ginh-ganh, đặng đưa vua qua sông Giô-đanh. Shimei con trai Gera người Benjamin ở Bahurim lật đật đi xuống với các người Giu-đa đón vua David. 1,000 người Benjamin đều theo người, với Sipba tôi tớ của nhà Sao-lơ, cùng 15 con trai người và 20 đầy tớ. Chúng qua sông Giô-đanh tại trước mặt vua. Chiếc đò để sẵn cho gia quyến vua cũng qua một lượt. Shimei con trai của Gera phục dưới chân vua David trong khi vua hầu qua sông Giô-đanh. Người nói cùng vua rằng: Cầu xin Chúa tôi chớ kể tội ác cho tôi, và đừng nhớ đến sự gian tà mà kẻ tôi tớ vua đã phạm trong ngày vua chúa tôi đi ra khỏi Jerusalem. Xin vua chớ để điều đó vào lòng. Kẻ tôi tớ vua nhìn biết mình đã phạm tội. Vì vậy, ngày nay trong cả nhà Joseph, tôi đã đến trước hết đặng xuống đón vua chúa tôi. Nhưng Abishai, con trai Seruya đáp rằng: Vậy người ta há không xử tử Shimei vì cớ đó sao, là kẻ đã rủa xả đấng chịu sức dầu của Đức Giê-hô-va? Nhưng David đáp cùng người rằng: Hỡi các con trai Seruya, ta có can hệ chi với các ngươi chăng, mà ngày nay các ngươi ở với ta khác nào kẻ cừu địch? Trong một ngày như vậy, người ta há có thể sai giết một người trong Israel ư?
ngày nay, có lẽ nào ta không hiểu rằng ta là vua của Israel sao? Đoạn vua nói cùng Shimei rằng, ngươi chẳng chết đâu. Rồi vua lập lời thề với người. Mephibosheth, con trai của Saul, cũng đi xuống đón vua. Người không có rửa chân, chải râu hay là giặt áo mình từ lúc vua ra đi cho đến ngày vua trở về bình an vô sự. Khi người ở Jerusalem đến đón vua, thì David hỏi người rằng, hỡi Mephibosheth, sao ngươi không đến cùng ta? Người thưa rằng, ôi vua chúa tôi, thằng tôi tớ tôi có đánh lừa tôi. Thật tôi nghĩ rằng tôi sẽ thắng lừa, rồi cởi nó đặng đi theo vua, vì tôi tớ của vua là què. Người ta có cáo gian tôi ở nơi vua chúa tôi. Nhưng vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời. Xin hãy đãi tôi theo ý vua lấy làm tốt, vì các người của nhà cha tôi trước mặt vua chúa tôi chỉ đáng chết mà thôi. Dầu vậy, vua đã để tôi và số người ăn nơi bàn vua. Thế thì tôi nào còn lẽ gì mà phàn nàn cùng vua? Vua nói cùng người rằng, sao còn nói về việc mình làm chi? Ta đã nói rằng ngươi và Siba hãy chia lấy đất. Mephibosheth thưa lại rằng, Siba lấy hết cũng được, bởi vì vua chúa tôi đã trở về nhà mình bình an vô sự. Barzillai ở Galaad cũng từ Rogelim xuống và qua sông Giô-đanh với vua, đặng đưa vua đến bên kia sông. Người đã già quá, được 80 tuổi, có cung cấp lương thực cho vua, trọn lúc vua ở tại Mahanaim, vì người có nhiều của cải lắm. Vua nói với Barzillai rằng, hãy qua sông Giô-đanh với ta, ta sẽ bao bọc cho ngươi ở nhà ta tại Jerusalem. Nhưng Barzillai thưa cùng vua rằng, bây giờ tôi còn bao lâu ngày nữa mà lại cùng vua đi lên Jerusalem? Ngày nay tôi được 80 tuổi, há còn có thể phân biệt điều tốt và điều xấu ư? Kẻ tôi tớ vua cũng chẳng nếm được mùi của vật mình ăn và uống. Há lại còn có thể vui nghe người nam nữ ca sướng sao? Kẻ tôi tớ vua sẽ làm bận vua chúa tôi mà làm chi? Kẻ tôi tớ vua sẽ cùng vua đi tới một chút ở bên kia sông Giô-đanh. Cớ sao vua muốn thưởng cho tôi cách giường ấy? Xin cho phép tôi trở về, hầu cho tôi chết trong thành tôi, gần bên mộ của cha mẹ tôi. Nhưng này là Kimham, kẻ tôi tớ vua, nó sẽ đi qua sông Giô-đanh với vua chúa tôi, rồi vua phải đãi nó tùy ý vua lấy làm tốt. Vua tiếp rằng, Kimham sẽ theo ta, ta sẽ làm cho nó mọi điều ngươi muốn. Hễ ngươi xin ta điều gì, thì ta sẽ nhậm cho. Vậy, cả dân sự đều qua sông Giô-đanh, chính mình vua cũng đi nữa. Đoạn, vua hôn và chúc phước cho Barzillai, rồi Barzillai trở về xứ sở mình. Từ đó, vua đi qua Ginh-ganh, có Kimham, cả dân Giu-đa và hơn phân nửa dân Israel đều theo. Bây giờ, hết thảy người Israel đến cùng vua mà hỏi rằng, cớ sao anh em chúng tôi là người Giu-đa có lén đem vua đi đưa sang sông Giô-đanh luôn với người nhà và hết thảy kẻ theo vua? Người Giu-đa đáp lại cùng người Israel rằng, ấy vì vua là đồng tộc cùng chúng ta. Vả lại, cớ sao anh em giận? Chúng ta có ăn nhờ gì của vua chăng? Chúng ta há có lãnh một của gì nơi vua sao? Nhưng người Israel đáp cùng người Giu-đa rằng, chúng ta có 10 phần nơi vua, lại David thuộc về chúng ta hơn là các ngươi. Vậy cớ sao các ngươi không đếm xỉa đến chúng ta? Há chẳng phải chúng ta nói trước đem vua về sao? Những lời nói của người Giu-đa lại còn nặng hơn lời nói của người Israel. Chương 20. Tại đó có một người gian tà tên là Sheba, con trai của Biết-ri người Benjamin. Người thổi kèn lên và nói rằng, chúng ta chẳng có phần nào cùng David, cũng chẳng can thiệp gì nơi con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình. Hết thảy dân Israel bèn phân rẽ David theo Sheba, con trai Biết-ri. Nhưng người Giu-đa vẫn trung tín cùng vua mình, theo người từ Giô-đanh cho đến Jerusalem. Khi David trở về cung mình tại Jerusalem rồi, thì bắt 10 người cung phi vua đã để cho coi giữ đền mà cầm trong một nhà riêng, cấp lương thực cho chúng nó dùng, nhưng không đi đến cùng chúng nó. Chúng nó bị giam cầm ở quá
cho đến ngày chết. Kế đó, vua nói cùng Amasa rằng, trong 3 ngày đây, hãy nhóm hiệp cho ta những người Juda, và chính ngươi cũng phải có mặt đây. Vậy Amasa đi đặng nhóm hiệp người Juda, nhưng người chậm trễ quá hạn đã định. David bèn nói với Abishai rằng, bây giờ Sheba, con trai Bichri, sẽ làm hại chúng ta hơn Absalom. Vậy ngươi hãy đem các chiến sĩ của chúa ngươi đuổi theo Sheba, kẻo nó choáng lấy thành nào kiên cố và thoát khỏi chúng ta chăng? Bây giờ đạo binh Joab, người Kirithit và người Phelethit với các kẻ dõng sĩ hơn hết đều đi theo Abishai. Họ đi ra khỏi thành Jerusalem đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Khi chúng đến gần bên hòn đá lớn của Gabaon thì thấy Amasa đi đến. Joab mặc áo lính, ở ngoài có dây đeo gươm mình, thòng ở nơi hông và đuốc trong vỏ. Khi người xông tới, gươm bèn tuột ra. Joab nói với Amasa rằng, hỡi anh mạnh chăng? Rồi người lấy bàn tay hữu nắm râu Amasa đặng hôn người. Amasa không coi chừng cây gươm ở nơi tay kia của Joab. Joab đâm một mũi trong bụng, ruột Amasa đổ ra xuống đất. Người chết, không phải đâm lại lần thứ nhì. Đoạn, Joab và Abishai em người lại đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Một đứa trẻ trong bọn đầy tớ của Joab đứng gần Amasa mà nói rằng, ai thương Joab và thuộc về David, hãy theo Joab. Song Amasa đẫm trong máu ở giữa đường. Khi đứa trẻ thấy hết thảy dân chúng đều dừng lại gần thay Amasa, thì xít thay người khỏi đường, đem đi trong một cánh đồng, đắp một cái áo choàng trên nó. Khi thay đã cất khỏi đường cái rồi, thì hết thảy dân chúng đều đi qua theo Joab đặng đuổi theo Sheba, con trai Bichri. Joab đi khắp các chi phái Israel cho đến Aben Bet Maka, và hết thảy những dõng sĩ đều nhóm hiệp lại và đi theo đạo quân người. Vậy họ đến vây phủ Sheba trong Aben Bet Maka, đắp lên một cái lũy cao hơn đồn thành, và cả đạo quân Joab đào tường thành đặng làm cho nó ngã xuống. Bây giờ có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu đồn thành la lên cùng chúng rằng, các ngươi hãy nghe, hãy nghe. Xin hãy nói cùng Joab lại gần đây, tôi muốn nói chuyện cùng người. Khi Joab đã lại gần, người nữ hỏi rằng, ông có phải Joab chăng? Người đáp, phải, ta. Nàng tiếp, hãy nghe lời con đòi ông. Người đáp, ta nghe. Nàng bèn nói như lời này. Thuở xưa, người ta có thói quen nói rằng, hãy đi hỏi ý dân Aben rồi mới nên việc như thế. Trong Israel, thành chúng tôi là một thành hòa bình và trung hậu hơn hết, mà ông lại muốn diệt một thành là chính đô của Israel sao? Nhân sao ông muốn phá hủy cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va? Joab đáp rằng, không, không phải vậy đâu. Ta quyết hẳn không muốn diệt, không muốn phá hủy. Đó chẳng phải là ý ta. Nhưng có một người ở núi Ephraim tên là Sheba, con trai của Bichri, đã phản nghịch cùng vua, tức là David. Hãy nộp một mình hắn thôi, thì ta sẽ giang ra khỏi thành. Người nữ nói cùng Joab rằng, người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông. Vậy người nữ ấy đến trước mặt cả dân chúng và nói cho nghe lời ý luận khôn ngoan của nàng. Chúng chém đầu Sheba, con trai Bichri, rồi ném cho Joab. Joab bèn thổi kèn lên, đạo quân giang ra khỏi thành và tản đi. Ai nấy đều trở về nhà mình, còn Joab trở về Jerusalem gần bên vua. Joab tổng lãnh cả đạo binh của Israel. Benaya, con trai Jehoiada, làm đầu trưởng các người Kirethit và Phelethit. Adoram được bầu cử coi về thuế khóa. Josaphat, con trai Ahilud, làm thủ bộ. Sheya làm thư ký. Sa-đốc
và Abitha làm thầy tế lễ, còn Ira người Jair làm tể tướng thân mật của David. Thi Thiên 106. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài? Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh và làm theo sự công bình luôn luôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài. Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi, hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài. Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi có phạm sự gian tà và làm cách hung ác. Tại Ai Cập, tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa, nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển Đỏ. Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển Đỏ nó bèn khô, Ngài dẫn Israel đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch. Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ, chẳng còn lại một người. Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, bèn hát ngợi khen Ngài. Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài, nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Trong trại quân, họ ganh ghét Môi-se và A-rôn là người thánh của Đức Giê-hô-va. Đất hả ra nuốt Đa-thang và lấp bọn A-bi-ram. Có lửa phát cháy trong hội chúng nó, ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Horeb, thờ lại trước mặt hình đúc. Họ đổi sự vinh hiển mình ra hình dạng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình và đã có làm công việc lớn lao ở Ai Cập, những việc lạ kỳ trong xứ Cham và các điều đáng kinh hãi ở bên Biển Đỏ. Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi. Nhưng Môi-se là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng? Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, không tin lời của Chúa, song nói lầm bầm trong trại mình, không nghe tiếng Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài thề cùng chúng nó rằng sẽ làm chúng nó sa ngã trong đồng vắng, khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước và làm tản lạc họ trong các xứ. Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ ba anh Phê-ô, ăn của lễ cúng kẻ chết. Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ và ôn dịch bèn phát ra giữa họ. Bây giờ Phi-ne-a trỗi dậy đoán xét và ôn dịch bèn ngừng lại. Từ đời này qua đời kia, việc đó kể cho người là công bình, cho đến đời đời vô cùng. Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Meriba, nên vì cớ họ có tai họa xảy đến cho Môi-se. Ấy vì họ chọc rối trí người, nên người nói những lời vô ý. Họ không hủy diệt các dân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ, nhưng lại pha lộn với các dân, tập theo công việc chúng nó và hầu việc hình tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình. Họ bắt con trai con gái mình mà cúng tế ma quỷ, làm đổ huyết vô tội ra, tức là huyết của con trai con gái mình mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Canaan, nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy. Như vậy, họ làm cho mình bị ô uế vì công việc mình, lấy sự làm mình mà thông dâm. Nhân đó cơn giận Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài. Ngài gớm ghiếc cơ nghiệp mình, Ngài phó họ vào tay các ngoại bang. Những kẻ ghen ghét họ cai trị trên họ. Kẻ thù nghịch cũng hà hiếp tổ phụ chúng ta, họ bị phục dưới tay chúng nó. Nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta, nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ, và họ hèn mọn vì tội ác của họ. Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ, nhớ lại họ vì giao ước mình và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài.
Ngài cũng làm cho họ được ơn bên những kẻ bắt họ làm phu tù. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và khoe mình về sự ngợi khen Chúa. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi. Cả dân sự khá nói: Amen. Hallelujah. Chương 3. Đức Giê-hô-va bảo ta rằng: Hãy đi, lại yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel, dầu chúng nó xây về các thần khác và ưa bánh ngọt bằng trái nho. Vậy, ta đã mua đàn bà ấy bằng 15 miếng bạc và một hô me rưỡi mạch nha. Rồi ta bảo nó rằng: Ngươi khá chờ đợi ta lâu ngày, đừng làm sự gian dâm và chớ làm vợ cho người nam nào, thì ta đối với ngươi cũng sẽ làm như vậy. Vì con cái Israel sẽ trải qua nhiều ngày không vua, không quan trưởng, không của lễ, không trụ tượng, không ephod và không teraphim. Nhưng rồi đó, con cái Israel sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và David vua mình. Chúng nó sẽ kính sợ mà trở về cùng Đức Giê-hô-va và được ơn Ngài trong những ngày sau rốt. Chương 4. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Giê-hô-va có sự kiện cáo với dân đất này. Bởi trong đất này chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời. Ở đó chỉ thấy những sự thề gian, thất tín, giết người, ăn trộm và tà dâm. Chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu. Vậy nên, đất ấy sẽ sầu thảm, hết thảy người ở đó sẽ hao mòn. Những thú đồng và chim trời cũng vậy, những cá biển cũng sẽ bị lấy đi. Dầu vậy, chớ có ai biện luận, chớ có ai quở trách, vì dân ngươi giống như những người cãi lẫy cùng thầy tế lễ. Ngươi sẽ vấp ngã giữa ban ngày, chính mình kẻ tiên tri cũng sẽ vấp ngã với ngươi trong ban đêm, và ta sẽ diệt mẹ ngươi. Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi. Chúng nó sinh sản nhiều ra bao nhiêu thì chúng nó lại phạm tội nghịch cùng ta bấy nhiêu. Ta sẽ đổi sự vinh hiển của chúng nó ra sỉ nhục. Chúng nó ăn tội lỗi dân ta, ham hố sự gian ác của nó. Sẽ xảy ra dân thể nào thì thầy tế lễ cũng thể ấy. Ta sẽ phạt nó vì đường lối nó và sẽ trả cho nó tùy việc nó làm. Chúng nó sẽ ăn mà không được no, hành dâm mà không sinh sản thêm, vì chúng nó đã bỏ Đức Giê-hô-va, không nghĩ đến Ngài nữa. Sự dâm dục, rượu cũ và rượu mới cất lấy hết trí khôn chúng nó. Dân ta hỏi tượng gỗ nó thì gậy nó trả lời. Vì lòng dâm làm lầm lạc chúng nó, và chúng nó phạm tội tà dâm mà lìa bỏ Đức Chúa Trời mình. Chúng nó dâng tế lễ trên các chót núi, đốt hương trên các đồi, dưới những cây dẻ, cây liễu, cây thông, vì bóng nó mát mẻ lắm. Vậy nên con gái các ngươi hành dâm và dâu các ngươi phạm tội ngoại tình. Ta sẽ không phạt con gái các ngươi bởi cớ hành dâm, cũng không phạt dâu các ngươi bởi cớ ngoại tình. Vì những đàn ông đi riêng với đồ điếm đỉ và dân của lễ với đàn bà dâm đảng. Vậy nên, dân sự chẳng hiểu biết sẽ bị úp đổ. Hỡi Israel, dầu ngươi tà dâm, Giuđa cũng không nên phạm tội. Vậy, chớ vào nơi ginh ganh, chớ lên nơi bết Aven, chớ có thề mà rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống. Vì Israel đã loạn nghịch như con bò cái tơ bất trị, nên bây giờ Đức Giê-hô-va cho chúng nó ăn cỏ như chiên con thả trong đồng ruộng. Ê-phra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó. Đồ chúng nó uống đã chua đi, chúng nó làm sự gian dâm chẳng thôi. Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục. Gió đã lấy cánh cuốn nó, và chúng nó sẽ mang xấu hổ vì của lễ mình.
Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.